Vâng, lần đầu tiên được cho em Xuân Tốc Đỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác đang xem cái video này. Em Xuân thì vừa cài xong một cái bộ dàn mà em rất là ưng ý luôn, thực sự luôn. Đây là một bộ dàn mà chắc chắn là những người khó tính nhất cũng phải được gật đầu là một bộ dàn hay. Một bộ dàn em sử dụng một đôi loa Maygo, xin lỗi, một đôi loa Goda tiếp neo mà phiên bản nó rất là hiếm các bác nhé, cực hiếm luôn. Và giá hiện tại của cửa hàng em đang bán, giá khuyến mãi chỉ còn có 12 triệu rưỡi thôi, bình thường là giá trên 13 triệu đấy. Và cộng với đó là một con đẩy AP Time. Đấy, 850W vào kênh, giá 4 triệu rưỡi. Em ghép một con vang DBF4 với giá 3 triệu và một bộ mic mới DE Acoustic KV2 La Mã với giá 3 triệu rưỡi đó. Thì cái bộ dàn này là em ghép cho một bác khách ở ở Nam Định. Đấy, bác thì nhu cầu là do là cũng không có không gian để sấp đâu. Cho nên là với không gian này rất là tuyệt vời, đảm bảo là rất là vừa phải cho bác. Nó không bị to quá, không cần phải không gian để sấp, nhưng mà tiếng bát rất là vừa và không gian bác thì tầm 30 mét vuông thì rất là tuyệt vời rồi. Bộ này là quá là hay luôn. Thì ngay bây giờ hôm nay em sẽ test cho bác nghe cái tiếng mic đôi loa này. Thì em Xuân cũng có nói rõ để các bác biết luôn là em Xuân thì mới cắt amidan xong. Bây giờ là chính xác là được 17 ngày. Đấy, nhưng mà em thì có một cái cơ địa nó hơi yếu nên là hiện tại là đang khá đau. Nhưng mà em rất là muốn hát, thực sự luôn. Cho nên là hôm nay thì em sẽ hát một bài để làm sao cho nó hơi nhẹ nhàng một chút. Thì cái giọng bây giờ thì nó thật các bác là nó chưa được hoàn hảo, vẫn đang còn khá là đau khi lên những nốt cao. Cho nên là em sẽ cố gắng thể làm sao để bác cảm nhận nhất. Còn nếu mà có những cái nốt nó sẽ hơi bị ngọng tiếng hoặc là những cái nốt em không được rõ thì thật các bác thông cảm. Những nốt nào mà cao quá em xin phép cho được bỏ đó chứ. Thực sự là khi lên nốt cao quá thì em sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến thanh quản một chút. Cho nên là những nốt mà quá cao thì em sẽ phép là bỏ cả cái nốt đấy. Và em sẽ hát tiếp đoạn soạn sau. Thế nên các bác nghe sẽ hơi khó chịu một chút, thì cũng mong được các bác thông cảm lượng thứ chỗ này một chút nhé, cũng không ai mong muốn cả. Ok không ạ? Thì bây giờ em Xuân sẽ đặt cái điện thoại vào cái kệ này, rồi em sẽ quay cụ thể cho bác xem luôn. Đấy, nó sẽ như thế nào nhá. Ok bạn, để em để hoàn chỉnh này cho nó cụ thể rồi em sẽ test cho các bác. Đấy. Rồi em mời các bác cùng nghe nhé. Hát thì không được hay, mà cố gắng hát để các bác biết được là cái tiếng mic của cái đôi loa Goda tiếp theo này nó sẽ hay như nào luôn. Và đủ bộ dàn này là tính ra là hình như là hai có 20 mấy triệu thôi mà, cộng lại cái dùm các bác nhá, 12.500.000, 4,5 triệu, 3 triệu và 3,5 triệu. Các bác có thể ghép rẻ hơn vẫn được nhé. Các bác dùng quân đẩy B3 thì tầm khoảng 3,7 triệu là cũng có luôn. Đấy, mic thì dùng mic bãi tầm 1,5 triệu cũng có mà, hoặc là hơn 2 triệu cũng có. Thì các bác có thể hạ bộ dàn này xuống vẫn được. Nhưng mà bác thích mic DA mới thì em sẽ ghép mic DA mới. Và bác thích đẩy AP Time thì cứ đẩy AP Time thôi. Chứ còn chúng ta vẫn có thể ghép được những bộ dàn giá rẻ hơn. Nhưng mà quân vang thì xin phép giữ lại, bởi vì quân vang là rất là hay, rất là phù hợp với bộ dàn này. Các bác nhá. Ok, rồi mà các bác cùng nghe thử nhé. Cấu hình này là cấu hình dành cho mọi người đều hát cả. Thì em sẽ cài tổng cộng là 4 cấu hình các bác nhá. Em hát cấu hình số 1 nhá. Vượt bay theo gió mãi để bao thương nhớ lắm.
lẻ loi con đang bước chân, nhìn mây cứ trôi hỏi khát khao chờ mong. Tiếc mưa như tiếng em chân, cỏ cây như một điếu trôi nhẹ tầng câu. Một mai anh sẽ có anh, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in tay trong lòng sẽ có nhận ai. Không dùng được các bác nghe thông cảm nha, hơi khô bởi vì là em không dùng được tiếng bích. Những cái đoạn cần ngắt thì em không dùng được bởi vì nó khá là đau. Đêm đông lao sao, đêm đông nước tiếng đông cô đơn quá, cô đơn là sao cơn mưa như ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương như ai, bao đêm cô đơn quá. Chờ đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi thêm buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi, để bao thương nhớ hân thầm hít hà vô bờ. Đêm khuya có thâu mãi chẳng lẻ loi, tôi nhìn mây cứ trôi hỏi khát khao chờ mong. Chợt nghe như tiếng em có thấy như một điếu trời nhẹ nâng câu hát tan đời dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết bài ca yên bay trong lòng. Rất là cố rồi các bác ạ. Thực sự là em khá là cố đấy. Em thì giọng yếu cho nên là em để tiếng mic cũng khá là hơi lớn một chút. Nhưng các bác biết lớn là bao nhiêu? Lớn nhưng mà có 6 thôi. Các bác biết là cái âm lượng kinh khủng không? Music em để cái 11 đây này. Nó cái bộ này nó quá nhẹ luôn, thực sự nó nhẹ đến mức mà em để mức độ 6 rồi em thấy đã còn nhẹ. Một người mà cái giọng yếu như em đang thấy nhẹ đấy. Rất kinh khủng luôn các bác. Cái dòng loa tiếp neo của Buda này nó có độ phủ âm thanh nó quá khủng khiếp luôn. Thực sự luôn, nghe là mọi người thấy kết ngay lập tức à. Một bộ dàn rất chất lượng các bác, mà giá rất là hay, rất là tuyệt vời, rất là vừa phải luôn. Những bác nào mà hát tốt hơn thì chắc chắn là họ phải nói là chắc chắn thể hiện bộ dàn này còn hay hơn nữa. Em thì do là cái họng mình nó chưa ổn định cho nên là mình chưa thể rung được. Những cái đoạn cần rung thì mình không thể rung được, thì tiếng nó cảm giác mình hát nó hơi cụt cụt chút. Thôi thì các bác nghe cái tiếng mic nó sạch được rồi nha. Còn bác nào hát hay hơn thì sẽ, chắc chắn sẽ hay hơn nữa. Thì trong cái bộ dàn này em sẽ cài sẵn là 4 cấu hình. Các bác sẽ dùng một cái remote thôi. Cái remote thì hiện không để đây, không để đây rồi. Các bác sẽ dùng một cái remote, các bác chuyển sang 1, 2, 3, 4. Thì cái số 4 sẽ là cấu hình nghe nhạc. Còn 1, 2, 3 là cấu hình dành cho mọi người đều hát. Cấu hình số 2 là cấu hình dành cho người hát tốt. Cấu hình số 3 là người hát dành cho người hát yếu. Số 4 là nghe nhạc. Đây, mọi người cứ chọn mà chúng ta chơi thôi. Các bác nhé. Một bộ dàn rất là hay. Đôi loa này thì em đã test cái chất âm của nó rồi. Nếu bác nào mà chưa nghe chất âm thì em cũng sẽ ghép, em sẽ nối cái đoạn video ở phía sau cuối cùng thì các bác nghe cái đoạn test nhạc của nó luôn. Còn bác nào mà chưa biết về nội thất bên trong đôi loa này thì em mời các bác xem luôn, em sẽ để ở phía sau này luôn, các bác xem cái đủ luôn nhé, chúng ta biết về đôi loa Koda này nó hay cái nào. Và bác khách là đang cần thích ghép bộ dàn thì có liên hệ với em sụt các bác nhé. Em cảm ơn bác rất là nhiều, xin hẹn gặp lại ở những video sau. Chào và hẹn gặp lại các bác. Vâng, em Xuân xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác nhé. Thì cũng lâu lắm rồi để các bác ạ, cũng phải tầm hơn 1 năm rồi,
Thì ngày hôm nay em Xuân lại mới qua duyên lấy được cái dòng Logoda. Thì cái dòng Logoda thì trên thị trường nó thật các bác nó cũng không có nhiều hàng bãi để chúng ta có thể lấy dễ dàng được. Đặc biệt là những cái dòng Logoda đẹp ấy, thì cũng khó. Thì lần này em Xuân cũng lấy cũng được rất là ít, cũng chỉ được có vài đôi thôi. Thì trong đó hiện tại em bán cũng còn đây được 3 đôi. 3 đôi Goda màu ghi bác nhé, màu ghi căng trắng và một đôi màu đen. Đấy, một đôi màu đen. Đấy. Thì đối với dòng Goda thì các bác đã biết rồi, nó là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng trên thị trường. Nó cho ra một dòng loa công suất rất là mạnh. Cân dãi, bát mạnh, tép sáng. Nhưng với những model Goda đời cao thì nó hơi ít. Đại đa số chúng ta thấy là dòng Goda đời kép thường và sử dụng kép BMS là nhiều. Trên thị trường thì chúng ta cũng hay mua được cái đồng đó đúng không ạ? Anh em cũng chắc hay mua được. Thì lần này em về cho bác một cái model tép neo cơ. Đấy, tép neo và cái đời họng gang cơ, họng nhôm đúc hai lớp các bác nhé. Dòng này ít gặp lắm. Bình thường các bác chỉ thấy là Goda cho đa số là họng nhựa thôi. Chứ còn đời cái loại họng nhôm thì ít gặp đúng không ạ? Thì cái model lần này em về cho các bác á, nó chính là cái model Goda B12A các bác nhé. Công suất làm việc của loa này được tới 400W các bác này. Và ở trên kháng 8 ôm. Goda đa số mấy khi được công suất lớn được bác, nhưng model này đến tới 400W là lớn hơn đại đa số các dòng Goda trên thị trường đấy. Goda trên thị trường công suất chỉ có 350 thôi. Thì model này là model phải nói là công suất khá là lớn và sở hữu khuôn bát phải nói là gấu nhất trong những dòng Goda em từng làm luôn các bác ạ. Đấy, thùng là thùng cân các bác nhá. Đấy thì em hiện tại em còn có 4 cặp thôi. Có 3 cặp màu ghi và 1 cặp màu đen. Thì những cái em nói luôn là loa Goda thì họ làm rất là đẹp, thiết kế kể cả bên thùng nó sẽ có cái CNC này. Nhưng mà cái tiệm phía trước thì ở bên Trung Quốc các bác, những cái hệ thống ba karaoke ấy, là họ bên đó có một cái kiểu là họ hay cậy cái tiệm của Goda các cửa hàng khác ra và họ gắn cái logo của cái cửa hàng karaoke vào rồi để quảng cáo luôn này. Đây thì đây là cái logo cửa hàng karaoke thì em để luôn. Còn đôi này thì em gắn cái là có thích cho nó đẹp các bác nhé. Đấy thì em để nguyên, nói chung là cái tiệm Goda thì đặt vẫn được. Nói chung là mua thì vẫn được thôi nhưng mà nó hơi lâu thì em chẳng đặt nữa. Tại vì số lượng cũng ít thì em để luôn cái tiệm của cái hệ thống karaoke, nó khá đẹp, nhìn cái nó vương miệng khá đẹp các bác nhé. Đấy. Thì thùng vách thì cực kỳ ngon lành rồi. Đấy. Thì trước khi đi vào nội thất bên trong thì em xin được báo giá các bác luôn là đôi loa này hiện tại em sẽ đang bán với giá chỉ có 12,5 triệu thôi. Em thật với các bác luôn là dòng Goda thì ở trên thị trường đấy các bác, bình thường các bác mua những dòng model tép thường cũng tầm khoảng 13/13 rồi. Nhưng mà đặc biệt là dòng tép neo mà họng gang thì rất là ít và thường giá rất là cao, dao động tầm có 14/15 cơ. Nhưng lần này thì em Xuân số lượng cũng ít thôi, không có nhiều, thì em Xuân bán giá cũng vừa ưu đãi cũng cho các bác thời điểm này khó khăn nữa thì đang bán với giá chỉ có 12,5 triệu thôi. Thì các bác cùng xem nhé, với cái giá 12,5 triệu ngày hôm nay các bác được một đôi loa Goda như thế nào nhé. Các bác cùng xem nội thất này. Đây thì khi các bác nhìn vào bên trong cái loa các bác thấy mê không ạ? Các bác thấy cái model này nó khác biệt so với những cái model hôm trước mà các bác từng thấy trên thị trường đúng không? Thứ nhất chúng ta nói về cụ tép đây, thì các bác thấy đây, cái con tép này được sử dụng này là con tép với cái model là 12NH60D, thì chính là cái con tép dành riêng cho những cái model full 30 của hãng Goda. Và đây là dòng tép neo. Tép neo phải nói là rất là hay rồi. Dòng Goda tép thường nó đã hay rồi, nó quay ở tép neo đúng không các bác? Thì đây là một con tép phải nói cho chất lượng âm thanh tiếng rất là hay, nhuyễn, sáng. Và đặc biệt đó lại sử dụng cái họng nhôm này chứ. Họng nhôm là họng nhôm hai lớp, thì các bác tưởng tượng xem cái tiếng tép nó sẽ phủ như thế nào. Nó cực kỳ phủ xa, rộng. Đấy, phủ rộng. Và cái tiếng tép nó sẽ sáng và nhuyễn. Đấy, đặc biệt cái dòng tép neo này thì tiếng bác nghe rất là sướng. Em có nói các bác rất là nhiều rồi, nhớ với những dòng loa xịn đấy mà nó mắc tiền đấy. Các bác có mượn con loa công suất lớn thì mấy thì lớn. Các bác cứ ngồi trước mặt loa thì ngồi. Nhưng mà cái tiếng thép nó phá rất là mạnh nhưng mà nghe rất là dễ chịu, nghe phê lắm. Nó sướng cực. Đấy, các bác cứ cảm nhận thử là biết ngay à, rất là đã các bác nhá. Đấy. Còn về với cái bát của cái model này đi. Thì nói thật với các bác là cái model này là model bát gấu nhất hiện tại bây giờ của hãng Goda đấy. Rất là đẹp, gấu. Đấy, các bác nhìn này, hàng xịn này, những cái từ 500 họ cắt cực kỳ mịn này. Và cái mạ bát này là mạ bát là 12DL400D. Thì nó chính là 400D là cái nó thể hiện cái công suất mạ bát này, mạ bát công suất là 400W. Công suất làm việc cho một chiếc bát này khá là lớn. Từ rất là to bác ạ, từ cực kỳ to luôn. Bát thì hầm hố nó gần giống bát 10, giống bát của 18 sao vậy á, gần giống nhưng mà nó lại không phải 18 sao đâu. Nó là bát của Goda và nó đặc biệt hơn, có những cái đặc biệt hơn. Đấy. Bát rất là đẹp bác, gấu không? Màng bát đây cho bác xem luôn này. Đấy, màng chống nước gần 2 sóng nhá. Đã không các bác? Nhìn mê đúng không ạ?
Các bác nhìn cái loại hàng xịn này, hàng cao cấp này, những model đời cao này cứ về lắm. Đây thì em để cái bát ra ngoài và cho các bác xem bên trong cái phần thần luôn nhá. Bát rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Phần thần của Ubuda đây. Đấy. Các bác thấy đẹp chưa? Đấy, phần thần của Ubuda đây. Cuộn cảm này. Cuộn cảm bát này. Các bác nhìn cái cuộn cảm bát này mà tiếng bát nó không phê mới lạ. Cực đẳng cấp, cuộn cảm ghép đây. Đấy, tụ đỏ và tụ vàng đặc trưng. Nói chung Ubuda thì cái phần thần giống nhau lắm. Những cái model tất cả các dòng Ubuda trên thị trường 25, 30 đến 40 cũng tương tự giống nhau, chẳng khác nhau gì bác. Cái kiểu thiết kế của họ đặc trưng. Men thì cái kiểu đời men hồng giống như trang cái dòng trên Eric vậy, cái kiểu dáng màu men giống giống thế. Thùng vách thì họ làm giá cố thủ rất là chắc chắn, đóng khuyên đầy đủ ngon lành, nói chung là đẹp, chắc chắn ngon lành. Thùng hơi phía trước cho cái tiếng bát phải nói là đẳng cấp luôn, công suất lại lớn nữa. Đôi loa này thì nó thật với các bác, ôi trời ơi. Đôi loa này thì các bác cái chơi thì cũng không cần phải sử dụng súp đâu. Nếu bác nào mà không gian gia đình vừa phải và chúng ta không quá thích ồn ào thì đôi loa này nó đủ hết rồi. Bát nó bạo lực, tẹp nó sáng, nghe nhạc cũng được và karaoke cũng được. Mà giá lại rẻ rồi chứ. Giá 12 triệu dẫn thì với các bác còn rẻ hơn một số dòng loa tép thường bắt thường mà thương hiệu bình thường cửa hàng em. Các bác có so sánh với một đôi loa của em đang bán ví dụ Maygo đi, đã hơn 13 triệu rồi. Đó, cũng là tép thường đúng không ạ? Đấy. AP đã 13 triệu 8 rồi. Những ngày hôm nay Goda thương hiệu đẳng cấp như thế nào rồi các bác biết đâu. Quá nổi tiếng luôn, tiếng toàn cầu luôn. Mà giá lại có cái 12 triệu đấy. Cái giá quá tốt đúng không các bác? Tiền thuế các bác một cái giá phải nói tuyệt vời luôn. Nhưng các bác nào đã thích rồi thì liên hệ với em Xuân ngay lập tức nhé. Chắc chắn là các bác sẽ mê ngay, ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ cái chất âm đầu tiên nghe phát sướng ngay các bác nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ với gia đình ạ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Túc Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể là các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay thì em Xuân sẽ test cho các bác nghe cái đôi loa Ubuda. Đây là một trong những cái model công suất lớn và tép neo họng nhôm hai lớp, một trong những model phải nói là cực hiếm thị trường luôn. Đây là một model mà em Xuân rất là tâm đắc bởi vì nó là một dòng loa được sản xuất ra để cân giải đều giải. Sử dụng độc lập một mình, có thể dùng một mình nó chín cho một phòng 30m² và hoàn toàn không cần dùng súp vẫn đáp ứng được những nhu cầu đại đa số các bác luôn. Bát mạnh, sâu, uy lực, công suất lớn, tép sáng. Đấy. Tép neo thì quá sáng rồi. Thì hôm nay em sẽ test cho bác nghe cái tiếng trầm giải bát của nó. Đặc biệt là lát em sẽ test cho bác nghe cả cái nhà trữ tình cái tiếng tép nghe tí tí ta tí tách như thế nào bác nhé. Nghe cực phê các bác ạ, đúng đồng tiền bỏ ra nó vẫn sướng. Và đặc biệt là đôi loa này hiện tại đang được em Xuân ưu đãi với giá chỉ khoảng 12 triệu rưỡi thôi. Thay vì với cái đôi loa bình thường giá là hơn 13 triệu tép neo. Và tép thường cũng đã là 13 rồi. Nhưng ngày hôm nay tép neo, họng nhôm, phiên bản công suất lên tới 400 nhưng giá chỉ cứ 12 triệu rưỡi. Loa riêng đét 100 trang bác nhé, cực đã luôn. Các bác hãy cùng nghe thử nha. Chắc chắn là các bác nghe xong là các bác sẽ mê ngay lập tức, xuống tiền ngay lập tức. Ok, mời các bác cùng nghe. Ai...
nghe tiếng bass đã lắm, kể cả nghe chữ tình thì bác nghe tiếng tiếng bass còn rất là mềm, tiếng tép nó phải nói là mê mẩn luôn, tiếng tép nó mê mẩn lòng người luôn á, nghe đã quá chất luôn. Trong nó sạch mà nó rõ ràng từng câu từng chữ mọi thứ hoàn hảo, tiếng bát nghe rất là mềm vào sâu. Tép thì khỏi bàn đi, tép con này tép neo rồi, còn Goda tép thường đã là kinh khủng rồi. Goda tép thường mọi người mua đã thấy kinh rồi chứ chưa nói là tép neo nữa, và tép neo là còn họng nhôm thì tôi lo là dạy tép thì em bỏ qua, quá đi kinh đến rồi. Còn riêng dạy bát thì nó là thực sự tuyệt vời, tuyệt vời các bác nghe. Đấy, và những bác khách đã thích đôi loa mà nó hoàn hảo với cả ba dãy thì hãy chọn cái đôi loa này, chắc chắn sẽ làm cho bác cực kỳ ưng ý nữa, công suất lại lớn nữa nha. Còn bác nào đã chưa biết về đôi loa này, em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Ok,